chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay chúng tôi xin mời quý vị các bạn đến với đầm Sen Hồ Đầm Trị và chứng kiến trận tứ kết trong khuôn khổ giải Trạng Cờ Đất Việt 2015, giải đấu do Today TV, Liên đoàn Cờ Việt Nam, Quét Sông Mã Ca và Diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo phối hợp tổ chức. Ngày hôm nay thì chúng ta được chứng kiến một trận cầu có thể nói là trận cầu đinh giữa hai danh thủ, một bên là anh Phạm Quốc Hương, đương kim vô địch Trạng Cờ Quý Tị 2013, và một bên là kiện tướng quốc gia danh thủ Nguyễn Khánh Ngọc. Xin mời quý vị gặp gỡ hai kỳ thủ. Sau khi ban tổ chức bốc thăm thì danh thủ Phạm Quốc Hương, đương kim địch của chúng ta, đã giành quyền đi trước. Anh Hương được đánh giá là kỳ thủ xuất sắc nhất miền Bắc hiện nay và sở hữu nền khai trung tàn toàn diện ở trong thi đấu. Phía bên phải tôi là anh Nguyễn Khánh Ngọc. Anh Nguyễn Khánh Ngọc cũng là một người đồng đội của anh Phạm Quốc Hương, cùng là bạn bè với chúng tôi. Anh Nguyễn Khánh Ngọc là kiện tướng quốc gia, kỳ thủ chủ lực của đội tuyển Hà Nội. Và theo đánh giá của giới chuyên môn ở trước trận thì anh Nguyễn Khánh Ngọc và anh Phạm Quốc Hương là sẽ có cơ hội 50-50 trong trận đấu lần này. Nhưng tôi hé lộ một bí mật nhỏ nhỏ trước trận đấu là trong các cuộc đối đầu thì cơ hội luôn nghiêng về anh Hương một chút. Vâng, xin chào Phạm Hương. Hôm nay thì tôi rất vui khi chúng ta được có mặt tại đây giữa cái khung cảnh hết sức thơ mộng và trữ tình, và chứng kiến bạn, người mà tôi rất yêu quý, trên con đường bảo vệ ngôi vô địch danh giá mà bạn đã giành được năm 2013. Vậy thì trước trận đấu này bạn có đánh giá như thế nào về đối thủ của mình? Nguyễn Khánh Ngọc là đồng đội của tôi nên là cơ hội là chia đều cho hai bên. Tôi rất tôn trọng Nguyễn Khánh Ngọc. Xin chào Nguyễn Khánh Ngọc. Tôi cho rằng là trận tứ kết này là trận đấu rất là hay và đang được người hâm mộ đón đợi. Đương nhiên là tôi mong hy vọng rằng bạn sẽ gặp Phạm Quốc Hương ở trong một cái trận đấu có thể là bán kết hoặc chung kết, bởi vì cá nhân tôi và anh em đều đánh giá bạn là và Hương đều là những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Vậy thì bạn vừa nghe qua đánh giá của Phạm Quốc Hương về trận đấu này, với cương vị của một kiện tướng quốc gia, là một kỳ thủ chinh chiến lâu năm, cũng là đồng đội của anh Phạm Quốc Hương, bạn cho rằng cơ hội của bạn trong trận đấu này sẽ là bao nhiêu phần trăm? Trước tiên thì anh Hương là người đàn anh của tôi, thứ nhất. Thứ hai là người sư huynh trong cùng một đội. Khi mà trước khi tôi trưởng thành thì tôi cũng được là anh Hương là người giới thiệu và cũng chỉ bảo cho tôi nhiều, được như hôm nay là cũng phải nhờ công của anh Hương rất nhiều. Còn ngoài chuyện về chuyên môn ý, thì theo đánh giá thì tôi với cả sư huynh tôi thì nét cờ nó tương đồng nhau, ảnh hưởng từ nhau rất rõ khi mà tôi mới vào đội. Thế cho nên là cơ hội thì để đánh vào anh Hương ý, thì hai anh em thì khó nói trước. Và tôi cũng cố gắng hết mình. Cái điều mà ban tổ chức mong mỏi nhất, người hâm mộ mong mỏi nhất là sự cố gắng hết mình các bạn. Và tôi chúc rằng bạn và Phạm Quốc Hương sẽ trình diễn một trận đấu đỉnh cao, xứng đáng là trận cầu đinh của Trạng Cờ Đất Việt 2015. Vừa rồi thì quý vị khán giả đã nghe được đánh giá sơ qua của ban tổ chức về trận đấu, cũng như là những ý kiến của những kỳ thủ dành cho nhau. Và chúng tôi cảm thấy đây là trận đấu cực kỳ thú vị giữa hai kỳ thủ hàng đầu của Hà Nội. Và tôi mong muốn rằng khi bước vào bàn cờ, họ sẽ bỏ qua tất cả yếu tố là bạn bè, là đồng đội ở trong đội tuyển, và cùng nhau cống hiến một trận đấu có thể nói là trận đấu hay nhất từ trước đến nay, trận đấu làm thỏa mãn số đông khán giả theo dõi trên truyền hình. Khóa Việt Tiệp được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, là sản phẩm cao cấp chống giò chìa và khoan phá, chất lượng an toàn tuyệt đối. Chúng tôi lo lắng không biết chuyện gì xảy ra. Khóa Việt Tiệp, niềm tin của mọi nhà. Trong trận đấu này, kỳ thủ Phạm Quốc Hương mặc áo đỏ và được cầm quân đỏ đi trước. Kỳ thủ Nguyễn Khánh Ngọc mặc áo xanh và cầm quân xanh đi sau. Trận đấu nhận được sự tài trợ chính của công ty cổ phần Khóa Việt Tiệp và các nhà tài trợ: công ty trách nhiệm hữu hạn Edi Fresh Air Việt Nam, công ty Carotech, khách sạn The Ritz Hotel Ninh Bình, khách sạn Minh Cường Đông Anh và nhà xe Đồng Trị. Trận đấu bắt đầu.
Để có một thời gian dài thi đấu trong đội màu áo đội tuyển Hà Nội, và họ cũng tham gia các sân chơi của diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo cũng như các giải đấu trên địa bàn Hà Nội. Rõ ràng họ không lạ gì nhau. Chính vì vậy mà mặc dù được cầm quân đỏ đi trước nhưng Phạm Quốc Hương vẫn chơi một cách bình ổn. Ý đồ là dắt trận đấu vào một cuộc thi đấu nội lực giữa hai danh thủ, và theo đánh giá của giới chuyên môn thì Phạm Quốc Hương nhỉnh hơn khi mà trận đấu diễn ra như vậy. Chính xác là như vậy. Ở đẳng cấp quốc gia thì chúng ta có thể coi như là Nguyễn Khánh Ngọc và Phạm Quốc Hương ở cùng đẳng cấp với nhau. Anh Nguyễn Khánh Ngọc với anh Phạm Quốc Hương khi thi đấu với các tuyển thủ Hà Nội khác cũng như các tuyển thủ nổi tiếng như quốc gia thì cũng có tỷ lệ chiến thắng hoặc thua trận như nhau. Tuy nhiên trong các cuộc đối đầu với nhau thì ở đây có một sự kỵ giờ rất là lớn. Anh Nguyễn Khánh Ngọc thường xuyên bị anh Phạm Quốc Hương, tôi nói vui là bắt nạt, dùng từ bắt nạt có thể nói rằng là anh Ngọc thường thua cực kỳ nhanh trước Phạm Quốc Hương, mặc dù biệt danh của anh Nguyễn Khánh Ngọc là Kỳ Hòa Ma Vương, có nghĩa là một kỳ thủ mà thiên về lối chơi trung cản cực kỳ chặt chẽ, nhưng mỗi khi đối đầu với trạng cờ, đối đầu với đương kim vô địch trạng cờ, đối đầu với Phạm Quốc Hương thì anh Ngọc luôn chịu cái thiệt thòi rất là lớn. Và trong trận đấu này thì chúng ta hãy cùng xem anh Nguyễn Khánh Ngọc có thể thoát ra được khỏi những cái kết quả các trận đấu trước hay sao hay không. Anh Trung đã nhắc đến một cái vấn đề gọi là kỵ dơ ở trong cờ tướng ấy. Nhiều khi là các cái kỳ thủ kỵ dơ nhau thì có thể trình độ ngang nhau, hoặc là ngược lại, một bên thi đấu với kết quả thì thường là tốt hơn. Thế nhưng mà khi mà gặp một đối thủ nào đó thì lại cứ gặp phải kết quả bất lợi. Thì đấy là cái sự kỵ dơ ở trong cờ tướng mà rất khó lý giải. Thì trong một trận đấu như vậy, gặp một đối thủ kỵ dơ như vậy thì luôn luôn xuất hiện những cái tâm lý không tốt cho cái kỳ thủ mà thường gặp phải cái kết quả kém hơn là Nguyễn Khánh Ngọc. Tôi nhớ ở trận đấu vòng bảng năm ngoái của giải các câu lạc bộ Cúp Thăng Long Kỳ Đạo khu vực miền Bắc, thì anh Nguyễn Khánh Ngọc trong màu áo Việt Sơn đã gặp anh Phạm Quốc Hương trong màu áo Kỳ Hữu hai trận, và đều đi mỗi bên đi tiên một trận, và cả hai trận thì anh Nguyễn Khánh Ngọc đều thua những bàn cờ dưới 30 nước. Các bạn cứ hình dung là ở đẳng cấp cao nhất mà thua những bàn cờ dưới 30 nước thì anh Nguyễn Khánh Ngọc có thể nói là kỵ dơ, như anh Bình nói là kỵ dơ với anh Hương đến mức độ như thế nào. Mà anh Ngọc thì như chúng ta được biết thì đấu cái giải quốc gia để mà nói mà anh Ngọc đã cầm cây đi tiên mà đi tiên nhân chỉ lộ, tức tốt 7 tấn 1 hoặc tốt 3 tấn 1 thì hầu như không ai có thể khẳng định được sự chắc thắng trước Nguyễn Khánh Ngọc này. Và thường trận đấu anh Ngọc sẽ từ hòa đến thắng. Như vậy là bên đỏ sau khi bên xanh chơi chuyển thành ngũ thất pháo, bình pháo vào để uy hiếp tốt ở lộ 3 của mình, thì bên đỏ đã chơi pháo 4 tiến 2 nhằm mục đích chuẩn bị mã 7 tiến 8 và mở một đợt phản công. Chúng ta hãy cùng chờ xem bên xanh sẽ đối phó như thế nào sau lúc pháo 4 tiến 2. Anh Hương thì là một người không mạnh về khai cuộc, do vậy mà dù đi tiên hay đi hậu thì anh Hương thông thường sử dụng những cây khai cuộc không được nhiều người ưa thích. Chúng tôi hay nói vui là lãnh môn. Và trong cái thế trận mà anh Hương đã lên tròn sĩ tượng như thế này, anh Hương đã có cái lợi thế về hình cây như này, có nghĩa là không bị dính vào bẫy khai cuộc của anh Nguyễn Khánh Ngọc ấy, thì tôi cho rằng là đây sẽ là lúc mà trạng cờ Quý Tịnh 2013 thể hiện được đẳng cấp của mình trước đối thủ. Đi thi đấu quốc gia thì anh Phạm Quốc Hương sẽ có thành tích không tốt bằng anh Đào Quốc Khoa, không tốt bằng anh Lại Việt Trường, hay thậm chí là anh Vũ Hữu Cường hay lẫn anh Nguyễn Khánh Ngọc. Nhưng trong thể thức đối đầu trực tiếp tại tất cả các giải đấu do Thăng Long Kỳ Đạo tổ chức, cũng như các lễ hội, cũng như các giải đấu nghiệp dư khác, thì anh Hương luôn là một đối thủ khó chịu nhất, là một đối thủ mà khi mà hai kỳ thủ gặp nhau, hai kỳ thủ đối đầu thì mọi cái đánh giá đều nghiêng hẳn về phía anh Phạm Quốc Hương. Đây là một điều rất lạ, và như anh Bình đã lý giải trong thời gian trước là khi thi đấu quốc gia thì các kỳ thủ phải thi đấu những cái chuyến du đấu dài ngày và anh Hương rất hay bị ảnh hưởng về thể lực. Nhưng trong những trận đấu như thế này thì sau một trận đấu anh Hương có thời gian nghỉ ngơi thì anh Hương sẽ phát huy được cái điểm mạnh nhất của mình về khả năng trung tàn, khả năng chiến thuật, và hạn chế được điểm yếu nhất của mình về vấn đề thể lực. Thứ hai chúng ta cũng cần nói thêm là trong cái thể thức mà đấu loại trực tiếp thì các đối thủ biết được đối thủ của mình là ai, các kỳ thủ biết đối thủ của mình là ai và sẽ có những cái đấu pháp riêng trong từng trận đấu. Còn ở cái thể thức mà thi đấu dài ngày thì thường là theo cái hệ Thụy Sĩ thi đấu thì thường là ít khi biết trước được đối thủ.
sao chỉ sau khi kết quả bốc thăm thôi. Và bên cạnh cái việc là tác động của tâm lý thì cũng không có cái sự chuẩn bị tốt nhất về mặt chiến thuật thi đấu thì nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều. Và đấy cũng là lý do mà Phạm Quốc Hương thì được ví von là một vua đấu cúp ở trong cái thi đấu cờ tướng của Việt Nam. Vâng, cũng xin ngắt lời anh Bình là thêm một lý do nữa là khi đối đầu với các kỳ thủ Thành phố Hồ Chí Minh là một đơn vị mạnh nhất toàn quốc từ trước đến nay, thì cái lối chơi của anh Phạm Quốc Hương mà cái lối chơi mà đứng mà chờ đối phương sơ hở như thế này ấy, thì gặp những danh thủ như Nguyễn Trần, Đỗ Ninh, như Trần A Sáng, như Trương Á Minh, họ là những bậc thầy về cái lối chơi đó. Trận đấu sẽ dẫn đến kết quả hòa và anh Hương không cầy được điểm, không có được điểm. Nhưng khi gặp anh Nguyễn Anh Ngọc thì anh Nguyễn Anh Ngọc sẽ có những cuộc trận lạ mà hẳn, hoặc như anh Vũ Hữu Cường thì sẽ gây được rất nhiều khó khăn. Trận đấu giữa các kỳ thủ khác với các kỳ thủ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ dẫn đến có kết quả thắng thua. Còn riêng anh Hương thì anh sử dụng điểm mạnh nhất của mình đối mặt với những danh thủ lão luyện hàng đầu quốc gia thì anh Hương không đạt hiệu quả. Đấy là thêm một lý do tôi muốn nhắc lại với anh Doãn Hữu Bình và quý vị khán giả đang theo dõi qua truyền hình. Đua chúng ta thì quả thực là nếu mà gặp anh Trương Á Minh, anh Trần Á Sáng hoặc anh Nguyễn Trần Đỗ Ninh thì cực kỳ khó. Để dùng từ là giọt nước không lọt qua cái tay. Tôi nhìn thấy là về lâu về dài là anh Phạm Quốc Hương có nhiều khả năng sẽ ăn được hơn tốt đối phương ấy. Thế trận mà hai bên có thể là không làm gì được nhau ngay như thế này thì anh Hương sẽ là bậc thầy trong cái việc mà ăn nên tốt rồi lấn sân từng chút một. Chung cuộc của anh Phạm Quốc Hương có thể nôm na như là chung cuộc của danh thủ Dương Quan Lân nổi tiếng của Trung Quốc khi xưa, gọi là chung cuộc chăn quấn mình, có nghĩa là từng bước các cái đợt tấn công các nước cờ đi trông có thể rất là mềm mại, trông có thể rất là nhẹ nhàng, nhưng đem lại cái sức nóng, đem lại cái sự siết chặt chẽ như một con chăn mà quấn một cái làm mềm cái con mồi của mình và sau đó nuốt chọn vào bụng. Thì cái chung cuộc mà chung cuộc đấy gọi là chung cuộc chăn quấn mình. Đấy là một cách gọi thôi, còn nôm na một cách nói một cách dễ hiểu thì là đấy là lối chơi lấn đất. Ở trong kể cả cờ vua và cờ tướng thì đều đấy là một cái lý thuyết chơi từ khai cuộc cho tới chung cuộc là lấn đất chiếm những cái điểm đẹp. Hiện thời chúng ta thấy trở lại về ván đấu thì bên xanh đang có xe đuổi pháo. Và bây giờ bên đỏ chắc chắn đang suy tính là một là pháo 4 bình 3 đấu pháo để đưa tốt lên, hay là pháo 4 bình 6. Và anh Hương đã quyết định không vội đổi pháo mà duy trì chuyển pháo sang cánh trái của mình. Chúng ta thấy là con mã ở lỗ 8 sau khi nhảy lên là đang phục bắt con tốt ở lỗ 3. Và sau khi ăn được tốt này thì có thể tiếp tục bình pháo 8 bình 7 để tạo một cái đợt tấn công rất mạnh ở phía cánh phải của bên xanh. Cũng như mình phân tích thì trong tình huống đó thì đương nhiên anh Ngọc sẽ không dạy gì mà đi pháo 7 tấn 4 ăn tốt. Mặc dù hơn được một ăn tốt, tuy nhiên là sẽ không còn quân phòng thủ cho con mã yếu bên kia. Do vậy mà nhìn hai bên đều ăn được tốt của nhau, nhưng cách ăn tốt của anh Hương sẽ là thoải mái hơn, sẽ an toàn hơn rất nhiều so với cái điều kiện có thể ăn tốt của bên hậu do anh Nguyễn Khánh Ngọc đang cầm.
trong bán cờ thì nhiều khi nó xuất hiện những cái tình huống mà các kỳ thủ ngay từ khai cuộc thì chưa lường trước, và khi mà tùy theo diễn biến thì họ sẽ có cách đối phó riêng. Ở trong cái tình thế này thì khi mà nhận thấy cái khả năng bị tấn công ở phía cánh phải thì Nguyễn Khánh Ngọc đã quyết định lại lấy pháo ra để tạo cái thế tượng liên kết. Tuy nhiên lên tượng nào cũng là một vấn đề ạ. Nếu lên tượng bên phải thì con mã sẽ có đường nhảy sang lộ 9 để tấn công. Còn nếu lên tượng bên trái thì hiện thời chúng ta thấy con pháo ở lộ 6 chuẩn bị phát huy tác dụng là có thể khóa mắt tượng. Nên rõ ràng đây là lúc là phải suy tính rất là kỹ. Tôi thấy thì lên con tượng nào cũng nguy hiểm đó, như anh Bình vừa phân tích rồi. Lên con tượng 3 tấn 5 thì cánh phải yếu, và lên tượng 7 tấn 5 thì cũng sẽ dễ dẫn đi yếu, bởi vì con pháo 6 mà anh Hương chúng ta có thể thấy được sự thâm sâu của anh Hương. Con pháo 4 bình 6 tưởng như trông rất là ơ hờ, nhưng khi tiến lên có thể khóa mắt tượng, khi giật về có thể phòng thủ chặt chẽ giữ con mã bên này.
thoáng qua thì có thể đi xe 4-2. Tuy nhiên nếu đi xe 4-2 thì nhiều khả năng sẽ dính bẫy. Một cái bẫy có thể nói là tương đối ngầm ở trong trận đấu này. Nhưng mà tôi cũng không biết rằng là cái nước, tôi cũng chưa tìm ra được cái nước đối phó tích cực nhất trong thời điểm này của anh Nguyễn Khắc Ngọc là gì. Thời gian thì đang nghiêng hẳn về Phạm Quốc Hương với 17 phút 28 giây và anh Ngọc chỉ còn trên 13 phút một chút. Các bạn đang theo dõi trận đấu giữa kỳ thủ Phạm Quốc Hương cầm quân bên đỏ và kỳ thủ Nguyễn Khắc Ngọc cầm quân bên xanh. Giải đấu được tài trợ chính của công ty cổ phần Khóa Việt Tiệp và các nhà tài trợ công ty trách nhiệm hữu hạn ED France Việt Nam, công ty Carotech, khách sạn The Ritz Hotel Ninh Bình, khách sạn Minh Cường Đông Anh và nhà xe Đồng Trị. Anh Ngọc vẫn quyết định đi xe 4-2. Liệu có phải là tốt 7-1 không? Nếu mà thoái mã 8 thoái 9 về đấu xe thì nhạt quá, hơi nhạt. Không có nước đấu xe như vậy. Nếu thì tốt thì sẽ tiếp tục là để di chuyển một con tháo lên. Tôi cũng như anh Đoàn Hữu Bình và tôi đang phân tích các cái nước đi có thể và chúng ta có thể nhìn thấy ngay. Và rất bất ngờ tiến pháo trước rồi mới thì tốt, đấy là một cái đánh ngay lập tức. Thì nếu ăn xe vào thì lập tức sẽ bình pháo bắt chết xe, nếu chạy xe sẽ vật xuống chết tượng, sẽ thành sát cục. Vâng, cùng một nước đi cùng một hướng xử lý, tuy nhiên đúng là trạng cờ quý vị danh bất hư truyền. Thế để tránh trước cái nguy cơ bị tấn công như vậy thì bên xanh nên chăng là chơi tượng 3-1. Chứ là sẵn sàng là phòng thủ từ xa, tránh cái điểm yếu. Thế tuy nhiên bên đỏ thì cũng lúc đấy có thể là sẽ thay đổi bằng nước pháo 7-8 bắt xe. Xe mà chạy vào 4 thì lại mã 8-7. Vừa tạm thời giữ pháo vừa nhắm con tượng từ xa. Giải vô địch đồng đội quốc gia vừa diễn ra tại Huế cách đây khoảng từng 3 ngày và thời điểm chúng tôi phục vụ về việc bình luận đến quý vị khán giả. Và có một cái niềm vui rất lớn cho những người làm phong trào toàn quốc cũng như là làm phong trào Hà Nội khi kỳ thủ trẻ Phí Mạnh Cường đã giành ngôi vô địch cá nhân. Và chúng tôi xin được lưu ý là kỳ thủ Phí Mạnh Cường thì đứng ngoài top 32 của vòng loại chặng cờ đất Việt khu vực phía Bắc. Và nói lên chi tiết này để chúng ta có thể thấy rằng là việc lọt vào top 32 khó khăn như thế nào ở trong chặng cờ đất Việt, một thể thức hoàn toàn khác biệt. Cần nhắc thêm rằng là chặng cờ đất Việt là theo thi đấu theo thể thức cờ nhanh, có rất nhiều bất ngờ, cho nên là các cái kỳ thủ mà tuy rằng không ở đẳng cấp cao nhưng mà vẫn có thể lọt vào được. Thì cũng chính bởi là chơi cờ nhanh và những cái đặc tính của cái thể thức chơi là ở ngoài mà không gian rộng, nó cũng không giống như là các kỳ thủ được thi đấu ở trong nhà và tập trung vào chỉ có ván đấu mà thôi. Bên cạnh những cái điểm mạnh nhất của cờ tướng về việc phát triển trí tuệ rồi xử lý các cái làm con người ta chơi cờ có thể điềm tĩnh rồi tính toán công việc sâu xa hơn, thì một trong những điểm yếu của cờ tướng đó là thiếu vắng khán giả, đó là cái thời gian mà diễn ra ván đấu rất là lâu,
trong cái thời điểm thời đại hiện đại như thế này mà việc dành quá nhiều thời gian cho việc theo dõi bán đấu cờ tướng thì sẽ dẫn đến cái sự mà ảnh hưởng đến công việc. Và cái thể thức thi đấu cờ nhanh 25 phút của trận cờ đất Việt phục vụ cho những mục đích sau. Mục đích thứ nhất, biến các trận đấu có tiết tấu nhanh hơn để trận đấu hấp dẫn hơn. Thì khi mà trận đấu diễn ra nhanh hơn thì sẽ có nhiều hướng đánh hơn, sẽ có nhiều sai lầm hơn, trận đấu hấp dẫn hơn. Và đặc biệt nó được phát trên màn ảnh nhỏ và nó đưa cờ tướng đến với công chúng, với cái lượng công chúng rộng rãi hơn. Và điều này cực kỳ tốt cho phong trào cờ tướng. Và tôi cho rằng trận cờ đất Việt đang là những cái giải đấu có thể nói là nóng nhất hiện nay, giải đấu hay nhất hiện nay và giải đấu mà đem lại cái sự đem lại cái phản ứng truyền thông mạnh nhất hiện nay. Tôi thấy vừa rồi có lẽ là bên xanh nhận thấy nước liên tượng cũng không ổn, cuối cùng lại chạy xe 2 bình 4, và bên đỏ đã vừa đã thông được lộ xe rồi, chơi mã 8-7 thông lộ xe và đồng thời nè mã của đối phương. Tiến pháo bắt mã. Tới đây có thể bên đỏ sẽ bình pháo bắt xe chăng? Lại giật pháo về. Nếu vật pháo sang thì sẽ ăn pháo lên. Sau một loạt các nước đi vừa rồi thì đạt được mục đích thứ nhất là dùng con pháo để đè con mã của đối phương. Nếu như mà Khánh Ngọc chọn biện pháp đổi quân. Có một thông tin có thể nói là không vui với giới yêu cờ toàn quốc, giới yêu cờ cờ tướng. Theo tôi được biết, đọc trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian vừa qua thì nhiều khả năng trong cái đề án mà về tổ chức cái Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc vào năm 2018 thì cờ tướng sẽ không có trong danh sách các môn thể thao, trong danh sách 30 môn thể thao dự kiến, nhưng cờ vua thì lại có. Tôi xin được nhường phần bình luận này cho nhà báo Doãn Hữu Bình, người rất có am hiểu, rất là đam mê cờ, cả cờ tướng lẫn cờ vua, và có am hiểu về các môn thể thao, nói về vấn đề này đối với khán giả. Khi mà anh Trung nói đến vấn đề này thì chúng ta đang nói đề cập đến một điều rất là rõ ràng là cái thiệt thòi của môn cờ tướng. Và trong cách nhìn nhận của ngay giới quản lý về mặt thể thao thì cờ tướng cũng không được đánh giá đúng đắn. Và nếu so sánh với cờ vua thì cũng là một cái thiệt thòi rất là rõ ràng. Chúng ta biết rằng là ở một cái sân chơi khác nhỏ hơn so với Đại hội Thể thao toàn quốc 4 năm một lần thì có Hội khỏe phù đồng toàn quốc dành cho lứa tuổi học sinh, các lứa học sinh, thì môn cờ vua thì luôn luôn là một môn thi đấu, trong khi cờ tướng là không có. Đấy là một những cái thiệt thòi khiến cho cờ tướng không phát triển mạnh được ở trong giới học sinh bằng môn cờ vua. Đây cũng là một điều mà chúng tôi rất là trăn trở và hy vọng Bộ Giáo dục Đào tạo là cơ quan đứng ra tổ chức Hội khỏe phù đồng toàn quốc thì sẽ phải xem xét lại. Tuy nhiên ngay cả cái sân chơi lớn nhất của thể thao Việt Nam mỗi bộ kỳ 4 năm thì là Đại hội Thể thao toàn quốc, thì hiện nay thì cũng đang do cái định hướng là tổ chức lại, sắp xếp lại và cơ cấu lại cái định hướng phát triển của Đại hội Thể thao theo cái hướng là bám sát Olympic và các đại hội thể thao quốc tế khác như là SEA Games hay ASEAN, thì môn cờ tướng bị coi là một môn thể thao dân tộc và bị xếp vào cái nhóm đấy và cũng đã tạm thời bị đặt ra ngoài. Ở cái vị trí của một người yêu thể thao, một người yêu cờ tướng nói riêng và yêu thể thao nói chung, tôi cho rằng những nhà báo thể thao như anh Doãn Hữu Bình và các nhà báo thể thao khác, các anh có lẽ đây là quan điểm cá nhân tôi, thì các anh nên có những cái tác động ở cái điểm rất mạnh của anh về truyền thông để có thể đưa được cờ tướng đến với Hội khỏe phù đồng, cờ tướng đến với Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc. Lý do là như sau: số lượng người chơi cờ tướng tại Việt Nam nhiều hơn rất nhiều so với người chơi cờ vua. Cờ tướng là môn thể thao mang tính dân tộc, gắn bó rất nhiều cái câu chuyện về lịch sử, và cờ tướng có rất nhiều đóng góp về huy chương quốc tế cho nền thể thao nước nhà, như huy chương vàng châu Á 2012 của Nguyễn Hằng Lâm và Ngô Lan Hương, huy chương vàng Trí vận hội 2014 của Nguyễn Hằng Yến. Và ở những cái lý do kể trên thì tôi rất mong muốn anh Bình nói riêng và giới nhà báo thể thao nói chung sẽ có những cái tác động về truyền thông để giúp cho cờ tướng có mặt và đứng ở vị trí mà đáng nhẽ nó nên có.
Tôi xin được lưu ý các bạn là ngay kể cả cờ vua thì cũng không thể có chạm cờ, không thể có những trận trên TV để cho các bạn xem, theo dõi và đam mê như thế này. Đấy là vấn đề mà tôi cũng đang trăn trở, và chắc chắn là với tư cách là một người cũng làm trong ngành thể thao, làm truyền thông thể thao thì tôi cũng sẽ có những cái tác động nhất định để có những cái tiếng nói để giới lãnh đạo ngành thể thao cũng sẽ suy nghĩ nhiều hơn đến cái tiềm năng phát triển của cờ tướng và ý nghĩa của nó nếu như được đưa vào các cái đại hội thể thao lớn của cấp quốc gia thì nó sẽ có ý nghĩa như thế nào. Công tác xã hội hóa thể thao của Liên đoàn cờ Việt Nam đang phát triển rất là tốt. Ngoài việc phối hợp cùng Today TV, Thăng Long Kỳ Đạo, Sông Mã Ca và Công ty Phát triển cờ Việt tổ chức ra các giải đấu như chạm cờ đất Việt. Thì bên cạnh đó thì tôi cũng xin vui mừng thông báo với quý vị là tại giải đồng đội toàn quốc vừa qua thì Thăng Long Kỳ Đạo lần đầu tiên đã được thi đấu dưới màu áo của mình với cương vị là hội viên tập thể của Liên đoàn cờ Việt Nam. Qua kênh sóng của chạm cờ đất Việt, tôi xin được gửi lời cảm ơn đến bộ môn cờ của Tổng cục Thể dục Thể thao, lãnh đạo Liên đoàn cờ Việt Nam. Và tôi cho rằng với việc mà tạo điều kiện cho các đơn vị ngoài tỉnh thành ngành tham gia giải đấu toàn quốc sẽ đóng góp cái công rất lớn cho phát triển phong trào về chân đế, và khi chân đế rộng thì đỉnh cao sẽ rất là tốt. Trở lại với diễn biến ban đầu, chúng ta thấy hiện thời bên đỏ đang chiếm ưu thế, có thể khẳng định như vậy. Vì sau khi mà đã đè được quân mã ở lộ 3 và thông được lộ xe thì hiện nay bốn quân mạnh của bên đỏ đang có cái độ liên kết tấn công vào cánh phải của bên xanh. Rõ ràng bên xanh bây giờ không thể chơi pháo 6 bình 3 ăn mã thì đổi mã được, vì lập tức sẽ vật pháo lên đang tạm thời bắt xe lộ 8, và sau đó sẽ có nước là xe 8 bình 6 cản mắt tượng để phục tiếp tục bắt xe bắt cục sẽ lại bắt xe. Và rõ ràng khi đấy thì bên xanh sẽ bị mất một con xe, cho nên là bên xanh không thể ăn mã. Và vừa rồi thì đã tiến xe lên ngang hàng tốt của bên đỏ nhằm mục đích chuẩn bị xe 4 bình 3 để cản trở cái hướng đánh của bên đỏ đang nhắm vào lộ 3 của mình. Chúng tôi xin lưu ý đến các bạn để ý thời gian của hai kỳ thủ. Hiện thời Phạm Quốc Hương đang có gần 14 phút, trong khi Nguyễn Khánh Ngọc chỉ còn 4 phút rưỡi. Đây là lý do xuất phát từ việc hình cờ chung cuộc khá phức tạp và bất lợi dành cho bên xanh, cho nên là bên xanh đã phải sử dụng nhiều thời gian hơn. Hiện thời bên đỏ đang phục nước binh 7 tấn 1 để truy kích xe. Rất khó. Bây giờ nếu nhảy mã lên thì lập tức sẽ xe 8 bình 6. Vừa bịt mắt tượng vừa phục nước bắt quân. Các bạn có thể nói là anh Hương đã sử dụng điểm mạnh của mình lấn từng chút một và chiếm ưu thế như thế nào. Anh đang dần dần sử dụng các cây để có thể nói là phá tung hàng phòng ngự của anh Nguyễn Khánh Ngọc. Tôi nghĩ tới đây có lẽ bên xanh phải chơi pháo sau thoái một để kích xe trước. Nếu xe 8 thoái 1 thì sẽ chơi mã 3 tấn 4. Hiện thời thì đang bị nguy cơ là tốt 7 tiến lên. Rất khó. Hãy nhìn lại đồng hồ và bên xanh, thời gian bên xanh đang tiếp tục trôi, chỉ còn có hơn 3 phút một chút. Và trong thời gian ngắn như thế này mà phải chống đỡ với các đợt tấn công liên miên bất tuyệt của chạm cờ Quý Tỵ thì sẽ nhiều khả năng sẽ dẫn đến những sai lầm lớn. Và với cái thời gian mà còn rất là nhiều của anh Phạm Quốc Hương thì tôi cho rằng anh Hương sẽ không thể bỏ qua được những cái cơ hội như vậy. Thời gian bên xanh chỉ còn dưới 3 phút. Rất khó khăn. Vâng, lại thoái xe.
Pháo 7 thoái 1. Ý đồ chuyển pháo 6 bình 7 liên tục công có kích. Có hai đường đánh, một là pháo 6 bình 7, hai là binh 7 tấn 1. Nếu xe ăn ra thì tiếp tục pháo 6 bình 7 bắt chết xe. Rất nguy hiểm. Vâng, đề cập đến yếu tố kỵ dơ như tôi và anh Doãn Đức Bình đã phân tích từ đầu, chúng ta thể thấy rằng là anh Nguyễn Khánh Ngọc dù có hay ở đâu đi chăng nữa, dù có thể trở thành kiện tướng quốc gia là một kỳ thủ hàng đầu của Hà Nội, tuy nhiên khi đối đầu với người đàn anh, người đồng đội Phạm Quốc Hương thì anh Nguyễn Khánh Ngọc đã gặp khó khăn như thế nào? Tôi nghĩ rằng là Nguyễn Khánh Ngọc cũng đã gặp phải những vấn đề tâm lý. Chúng ta thấy có những cái nước đi là cứ tiến lên rồi lại giật về, pháo đầu ra rồi lại lấy pháo đầu ra vân vân, thì từ nãy đến giờ là rõ ràng ưu thế cứ thế bên đỏ nhỉnh hơn, và bây giờ khả năng tiến tốt sang sông là nhìn thấy rõ rồi, thấy thí tốt hoặc chơi pháo 6 bình 7, cả hai đường đều tạo áp lực rất mạnh, và 6 bình 7 bắt mã. Thời gian mà chỉ còn 1 phút 49 giây tới kia thì cực kỳ khó khăn. Pháo 6 bình 7, quân mã ở lộ 3 đang bị uy hiếp một cách rất nặng nề và rõ ràng cũng chưa thấy là con mã có thể di chuyển như thế nào. Ăn địa, vâng. Vẫn là tốt 7 tấn 1. Chuẩn bị tốt 7 tấn 1, vâng. Không để ăn tượng lên sẽ bị bật tượng đáy nguy hiểm. Chúng ta thấy rằng là bên đỏ chỉ việc đánh thôi, còn bên không có một cái mối, gần như không có một mối lo lắng nào về phòng ngự cả. Gần như chắc chắn là pháo 7 tấn 7. Chiêu tướng, thượng tướng. Vỡ tượng rồi. Bình pháo bắt mã chăng? Rất là hay. Thôi mã về. Bây giờ bên xanh có thể chơi pháo 7 thoái 1 chiếu tướng. Nếu tướng thoái về thì có thể lăng mã bắt mã được. Bên đỏ. Đấy, chiếu tướng bây giờ có thể lăng mã bắt mã thì mã không ăn lên được. Mã ăn lên cái là sẽ bị pháo 8 tấn 8 chiếu cục ngay. Rất là hay. Bây giờ cũng hoàn toàn có thể chơi mã 8 tấn 6 bắt mã trực tiếp. Tuy nhiên bên xanh vẫn còn nước mã 3 tấn 2 để có thể cản đường pháo đâm xuống. Nhưng vị mã là đang ở chỗ rất là đẹp. Cờ này thì rất là đơn giản đấy, anh Hương sẽ đi rất là nhẹ nhàng và anh Ngọc cứ thế đỡ cho đến khi hết giờ. Chúng ta thấy bây giờ chỉ còn dưới 1 phút thôi, bên xanh còn dưới 1 phút thôi, quá khó. Không thua cờ thì thua giờ. Mã 8 tấn 6 rồi. Đã 3 tấn 2. Bây giờ vẫn có thể chơi mã 6 tấn 7 để tiếp tục bắt mã. Liên tục truy kích, sau đó ăn về tốt đầu. Rất là nhiều cách chơi, rõ ràng ưu thế nó đã rất là rõ ràng, rất lớn thì dễ dàng cho bên đỏ có những lựa chọn. Ăn pháo ngay, chuyển xe sang rồi. Sau khi đổi pháo thì anh Hương, vâng, xe 3 bình 2, chính xác như suy đoán của tôi. Vẫn đang dọa sát cục, pháo 7 tấn 1, sau đó xe 2 tấn 8. Với nước cờ mà ép buộc cái vị trí phòng thủ bên trục dọc bên lộ 8 của anh Nguyễn Khánh Ngọc. Nước cờ mang tính ép buộc. Lại chiếu tướng, ép tướng lên tầng 3.
có thể phá bảy thoái một để dọa móc vào đáy tướng, chiếu tướng bắt xe, rất nhiều hướng đánh mang tính liên tục và vào tướng. Trong cờ vua thì có câu là vua lang thang, thì vua lang thang trong cờ vua thì có tác dụng tốt để dìu tốt sang tấn công, như vua lang thang trong cờ tướng thì rất sức nguy hiểm. À, bây giờ giật về thì cái thời gian còn hai mươi mấy giây, rất là kinh nghiệm. Nguyễn Cái Ngọc cứ lo đỡ đấy, đỡ xong tí nhìn bàn cờ là hết giờ. Rồi là bình xe bắt bắn mã đấy. Quá dễ cho anh Hương rồi. Lại bắt mã. Giật pháo chiếu chứ. Giật pháo chiếu, à lại bình pháo ra. Giật pháo chiếu thì sẽ bị mã ăn về, cũng chưa áp lực ngay này. À, lại mất cây rồi. Vật sang mã. Hơn cây. Và chúng tôi đã có thể gửi lời chúc mừng sớm đến trạng cờ quý vị. Xin chúc mừng anh Phạm Quốc Hương đã vượt qua đối thủ cực mạnh của mình. Và xin hẹn gặp lại anh Nguyễn Thanh Ngọc vào chương trình này năm sau.